Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách mà mình đang làm trước khi lát một cái nền nền nhà. Mình sẽ review cho các bạn xem cách từ cán bữa cho rồi đến lúc lát nền. Các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh của mình để khỏi bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Bắt đầu rồi. Con nhìn được bạn nó giúp nó cho con lạc hết nha. Nó tăng nhà hết rồi. Mấy con vừa đi đào vừa mới lại xin bên bố mới rồi á. Này con mà bố bây lười quá đấy. Con chó bé thế bưng lên thế tắm hết luôn. Con nhung được bạn nó chạy nhanh nhanh lắm nè. Cái càn nước thanh nhiệt thì cho đây cả nước. Thanh nhiệt là cái chén này bà. Là cái nào? Thanh nhiệt là cái nào? Ở cái càn này. Cái nhựa đấy. Ở đây nó có cá thôi. Cô không cần nói cười mày cả. Thì trực tiếp đi ạ. Có ai xem à? Con cũng chả biết à? Hay ngủ em với cả à? Bác hay à? Thích trời. Hello bác, về gì đây? Không biết. Chính nguyện lên đây độ thì về cực lắm quá. Sao nói bây giờ ta nói cày không à? Chó mẹ quá lắm. Bàn. Lắm bàn kìa. Như làm đồng. Ờ, lại nha. Hả? Lại Lại nha. Không biết.
Hả? Bỏ cái này. Vừa mới quay bỏ hàng còn mới à? Có, một cái là đưa em một cái. Yêu hết. Hoa này nóng quá. Công nhận nhỉ, nóng nhỉ. Ông xả mặt luôn, nóng quá. Nóng nhỉ. Con sẽ đập của bố. Đập. Yêu cầu tham gia phiếu phát trực tiếp của bạn. Một trăm tám mươi đô quê trái phải một trăm đủ một tám mươi không là thu à nghe nha không. Cái thế này chạy đi nhằm mũi bố thôi. Cái thế này chạy đi nhằm mũi bố nó rất là ngứa quá. Tài bố là rơi mũi nè. Tài bố không cẩn thận mới đúng ấy. Bố không cẩn thận để rơi mũi. Con mới phải đi nhặt nhá. Đúng quá. Đây nhá, bố đang đứng đấy, bố cúi ôm thế này, thế xong bị rơi mũ mà. Đúng nhá.
đi buông thì đi mát mát do nó mát đầu ấy, nó ra đời chứ nóng nhỉ. Đi qua rồi nóng. Con thì giúp đỡ. Ôi, đây. Chẳng nghe thì nó được xe ăn được con tay là chưa ngày mà. Chính nguyện là đài cả chính nghe chính là luôn. À, cổng. Nào đây nhá. Để mình nút nè. Nút. Nào, dễ ra để bổ lên. Nam. Con đưa cho ta. Cái máy không được quay nhỉ. Cái gì được để cái máy với trần xong rồi còn ngồi được chơi thêm thế. Bố thì vẫn quay được. Đấy, thế là diều. À, để thêm mấy quà. Tự nhiên thấy cái gì. Alo. Lô đi. Hello, chào mọi người nha. Nghịch quá nhỉ. Lấy cái nghịch quá. Để điện thoại vào trong kia cho bố. Cái gì đâu? Nước mới cắm như kia, cái nước cắm ở đâu?